Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là T-Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo trong series Minecraft Hexit. Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà, mình vừa TP về nhà và sửa xong đồ. Và tập ngày hôm nay thì mình sẽ làm một điều rất là đặc biệt, không phải đi khám phá nữa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ triệu hồi ra một cái con bot có tên là hình như là Pharaon à. Ok, hình như có tên là Pharaon. Mình quên rồi, mình vừa mới xem một cái clip trên mạng. Đại khái là rất là hay. Thì mình cũng đã biết và bây giờ mình sẽ coi như là vừa làm vừa chỉ dẫn cho bạn nào chưa biết. Cái đầu tiên thì bây giờ mình cần làm đó là ăn. Tập nào cũng phải ăn thì sống được. Ok, bây giờ cần đầu tiên đó là đây rồi. Những viên đá đỏ. Vâng, ok. Những viên đá đỏ ở đây. Mình nghĩ là cần có 9 viên là đủ rồi. Không cần thiết là quá nhiều. Và tiếp theo đó là than. Cái này là cái gì đây, đầu cái con. Than thì than để làm đuốc ấy. Sau đây có mỗi viên than này. Keo kiệt vậy. Đã, mình cứ đào đi. Ủa, con này có xịn hơn. À đúng rồi, quốc living. Living Metal độ hiệu quả 5. Cái này vẫn ngon hơn quốc kim cương. Phải không ta? Thế như nhau. Cái Living Metal, cái quốc kim cương lên nâng lên độ hiệu quả 5 chắc là xịn lắm ấy. Vàng. Vàng mình không cần. Bây giờ mình sẽ chỉ cần là đi đi xem có than thôi. Ồ, hình như than ở nhà mình còn nhiều. Để mình về mình xem lại. Bắt cua nào. Ui xô. Ồ, hàng đống than đây đây. Rất là xin lỗi, mất công đi đào. Mình sẽ phải lấy cái rìu của mình ra. Đây, ô cái cuốc độ hiệu quả 5 của mình đi thầy. Trời ơi, cuốc kim cương củi bắp này. Bỏ đi. Để xem nó có mạnh hơn không. Ôi trời ơi, hơn đấy, hơn đấy, hơn. Ok, giờ chúng ta sẽ đi chặt đốn củi. Mình nhớ không nhầm là mình còn gỗ nhưng mà thôi cứ đốn, lười mở mấy cái dương đồ lắm. Trời cũng đã tối, có lẽ mình sẽ chặt xong rồi ngủ một giấc đã cho sáng sáng sủa rồi làm chứ tối thì mệt lắm. Ý. Nghe mấy cái tiếng nhạc đã thấy chán đời rồi. Mình quên chưa chặt tắt nhạc nào, thử cậy đi. Clip hôm nay có lẽ là rất là ngắn thôi. Thế nên là bạn nào muốn thấy mặt của bot Pharaon thì hãy hãy xem hết clip này nha. Đừng có bỏ. Ok, man. 20. Bây giờ mình sẽ phải chế gậy. Gậy để làm đuốc mà. Ui, hơi nhiều thế. Ok kệ đi. À quên. Mình phải cần cát từ đã, mình xem có cát trong dương đồ. Cát thì như mình bỏ hết mấy cái vớ vẩn. Ồ, đây vẫn có cát. Thấy không nhỉ? Không cần cát. I'm so sorry. Sorry. Không cần cát, mình nhớ nhầm. Ok, bây giờ mình cần cát thôi chứ. Mình nhớ là vẫn còn một cần một cái cát mà. Đấy, vừa vứt cái cát đâu rồi ta? Mình nhớ là vẫn cần một viên một ấy cát thôi. Ok, chúng ta chế tạo như thế này thì sẽ ra được một cái lốc có tên là Jack Jasper Block. Block có tên là thế. Mình chịu đọc tiếng Anh khó lắm. Ok, bây giờ mình sẽ phải dùng đuốc để có thể là đặt theo hình. Mình sẽ tìm một chỗ nào có thể là quang đãng nhất. Đây, ok. Phong thủy rồi. 1, 2, 3. 2, 3 rồi này. 1, 2, 3, ok. Thì nếu các bạn không làm đủ, không tí nữa. Nói chung là nếu các bạn đặt như này nó sẽ không được. Đấy, cứ đặt này không được đâu. Các bạn sẽ phải làm thêm 1, 2, 3. Đây, làm thêm cái hình, nói chung là hình như thế này. Thì đặt cái này vào nó mới sẽ nhận nó sẽ được. Bây giờ là phần đón nhận đây.
nó rất là hay, kiểu ở đây nó đang triệu hồi đây. Lúc nào cát nó xếp xếp, cái này là đại khái nó đang triệu hồi mình chuẩn bị chiến nhau với cả cái con bốt pharaon này. Người ta cần gì thế thôi, không cần nhiều, cung chuẩn bị phóng thôi. Trước tiên mình sẽ bắn cung đi. Con Zumbai này sao lại ra đây, không biết triệu hồi buổi sáng này nó có chết không ta, nó có bị giống như con Zumbai không, hãy chờ xem. Ủa, à đây rồi, đây rồi. Wow, con này có vẻ là chất chơi người rơi đấy. À rồi, nó phóng quỳ phóng cầu lửa hay đấy. Đâu rồi, đây nó tàn hình đây à? Đây rồi, không phải con này là con gì đấy. Ui, nó phóng cầu lửa thôi, mình sẽ chiến đấu con này. Mày ra đây, giỏi ra đây cho nào, sao mà trốn thế. À kìa, mày khá lắm, mày đứng đấy mà bắn cầu lửa, đứng đấy mà bắn cầu lửa thôi. Ủa, nó thả cái con xác này, xác mấy con xác ướp xuống này. Ủa, con bút này cũng cùi thôi, thực ra là cùi thôi. Đồ mình vip quá mà. Và nó thả cầu lửa kìa, rất là mạnh, nhưng mà có lẽ là đối với mình là mũi đốt inox, thế nên là bạn nào có đồ vip thì hãy gọi ra nha. Con này thực ra là rất là mạnh đấy, đồ mình vip quá thôi. Tại đồ mình vip quá thôi, con này cùi quá, không biết đánh xong được cái đồ gì không. Ok, nó chết rồi, trả được cái gì. Vâng, trả được cái gì, đồ thì không có. Fuck, được một cái phôi sắt. Ôi giời ơi, gọi ra đống cái con mấy cái con xác ướp, con này tên là Numi à, xác ướp tên Numi. Ok, mình sẽ phá hủy như chỗ này, nó gọi ra xác ướp rồi. Ủa, mỗi lần triệu hồi bốt thì mình sẽ phải tốn mất. Ủa, cái này nó cũng trả lại mình này, nói chung là trả mất cái gì mà cũng trả được cái gì. Vâng, dưới này có một em. Ủa, sao trong này lại có cái dương. Wow, mày khá lắm, bọn này nó ẩn nấp ở đây, ẩn ngay nhà mình chứ. Oh, yên. À mà yên mình làm cái gì, có phải là ở bên đảo rồng đâu mà yên. Hết rồi. Ok, rất là nhanh. Mình tưởng con bot đấy nó triệu hồi ra được cái gì cơ. Trời ơi, con này vẫn còn lóc nhóc đây, chủ mày chết từ lâu rồi. Kinh nghiệm mà, được mỗi kinh nghiệm thôi. Không được một cái gì luôn. Xem tập này đi làm cái gì nhiều tí, mất công quay clip mà không được cái gì, bực lắm. Ok, mình sẽ xóa hết mấy cái vật phẩm này đi, vứt hết đi. Cái rác này cất sang bên này. Tưởng được cái gì nó ghê gớm. Quên đấy, cất tên đi là mình sẽ không thể. Ok man, than mình không làm gì. Hiện tại thì mình đang thiếu một cái hoa Hitchiko. Chỉ một bông hoa nữa thôi là mình đủ 4 rồi, bây giờ là 4 rồi. Ở nhà mình không biết còn không, mình nghĩ là ở nhà không, bởi vì mình mang đi hết mà. Có cơ hội là chế luôn, chứ hết rồi. Giờ mình sẽ đi quay lại mấy chỗ tuyết kia để có thể là tìm được qua Hitchiko. Mình nghĩ là có, bởi vì là chỗ tuyết là mọc nhiều nhất. Đây chỗ này, đi thôi, còn chờ gì nữa. Chúng ta có máy bay trực thăng mà. Đau thật, máy bay trực thăng. Và các bạn đừng quên để đang xem clip thì đừng quên để lại một like và một comment.
một đăng ký để ủng hộ mình làm tập tiếp theo nha. Nếu bạn nào xem mà ấy thì hãy cố gắng là để lại một comment cho mình, rất là cảm ơn, để kênh chúng ta ngày càng phát triển hơn. Chứ các bạn xem xong các bạn đi mất hút là mình cũng buồn lắm, không có động lực để làm clip. Để lại một comment để có thể là kênh mình có thể phát triển. Ba la ba lô các kiểu. Đâu rồi, Hexico em ở đâu? Lúc thì rất là nhiều, mình bỏ qua rất là nhiều, nhưng mà lúc thì chả thấy bông nào. Đại khái là thế. Chỉ cần một bông nữa thôi là mình đủ bộ đồ và nó có sẽ có cái hiệu ứng. Hiệu ứng ẩn bên trong cái bộ đồ đấy, mỗi bộ đồ có một hiệu ứng. Hình như bộ đồ này là có hiệu ứng tăng sức mạnh với cả cái gì ta, nhảy cao không biết có. Nói chung là có một cái bộ đồ là cái bộ đồ xương xương bên này để nhìn trong đêm, còn bộ đồ này mình quên rồi. Cái gì đây, vàng hay nhỉ. Ủa đây là cái gì, Marlberry, Marlberry. Đâu ta? Ui à, không phải, mình nghĩ là hoa nó sẽ mọc chứ không phải là nó phá, mình phá xong là nó sẽ không mọc. Chắc chắn là sẽ phải mọc. Cho em xin một bông hoa thôi. Thật đấy. Còn mỗi lại vứt ra vừa. Ô, cái này là kiểu như là, thế làm sao mà nó không sử dụng được, nó lại vứt ra. Ok, mình còn mỗi cái bay bay này thôi. Hết rồi, chỗ này có lẽ là hết rồi. Ngày hôm nay cứ đi tìm lang thang này đã. Đây rồi. Trời. Rất là hên xui. Rất là hên đấy. Thôi giờ lại bay về nhà. Mình là người có điều kiện đấy. Đi mây về gió. Pum. Ok ok, I'm fine man. 6 cái này là đủ rồi, còn gì nữa. À đâu, đúng rồi, 2 cục vàng. Easy. Easy hun. Quên. Quá. Kim cương. À, trời ơi, kim cương mình để đâu ta? Kim cương ở trong cái túi kia có thể là có nhiều. Mình sẽ chế xong bộ giáp này là có thể là nhìn được cái hiệu ứng của nó. Mấy ba lô đầy ok, 14 viên kim cương này này. À. Mình là trí nhớ rất là kém, trí nhớ rất là cùi bắp. Rõ ràng là nhớ chế quên quần nhà, đúng rồi, quần chế mấy cái này rất là nhiều, chế nói chung là chế qua rồi nhưng mà đầu óc không bao giờ nhớ được. Thế nên là may có cái many item. Ok rồi, quần đây rồi. Trước tiên chúng ta sẽ chưa nếm mùi cái hiệu ứng, mình sẽ phải bảo vệ khỏi được, bảo vệ khỏi cô độ. Bị phá vỡ. Ok, mấy cái kia mình chưa tìm hiểu nên là sẽ chưa. Ok, bây giờ chúng ta đã có một cái hiệu ứng sức mạnh, tăng sức mạnh đề kháng và kháng lửa. Cái này là có lẽ là đến cuối đời mình cũng không hết cái hiệu ứng này. Chúng ta sẽ ngủ và sử test đam. Test đam à, thôi, đi test đam luôn nhỉ. Chúng ta sẽ đi test đam luôn. Cung này thì từ hạ mình sẽ cải, ví dụ cải quần ra đi.
cắm cái đuốc cho anh em đỡ tối. Sao buổi tối này tối thế nhỉ? Kìa kìa con nhện rồi, mình sẽ bắn thử test đao đầu tiên 16 này. Trừ 4, đây nó được 22 à? Phải không? 20, 20, 10, 16 mà. Thêm âm 4 nữa là được 20. Chúng ta sẽ xem nó có thể là tăng được bao nhiêu đam. Bao nhiêu đam thêm cho mình. Rất là tối nên là mình sẽ phải cố gắng là cắm đuốc 20 không? Hay 22 chứ. Mình một lần bắn là 22 chứ. Ồ không phải. 22 đúng rồi, mạnh nhất là đam bằng 22. Giờ mình sẽ mặc cái này vào đi. Xem nó sức mạnh vượt trội không. Kìa kìa kìa, thấy ma kia rồi. À, mình còn phải ngửa cổ lên để xem. Đây 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 đây. Kéo max level nhá. 23. Chưa chưa, thế chưa phải đam crit rồi. Đam mạnh nhất rồi. Chất đam em lúc xong rồi tập sau mình sẽ lại đi kiếm bốt chứ không phải triệu hồi nữa. Đây là mình triệu hồi để cho mình biết thôi. Để kháng lửa. Kháng lửa không biết chui xuống lửa bên sao ta. Đây. Ôi. Con này bị chui đây em. Xin lỗi lửa tao vào đây được à. Ủa vẫn 22 23 này tăng sức mạnh mấy đâu. 23 trời ơi, tăng một sức mạnh. 25. À đâu? Nhầm. Không giải quyết được gì cả. 16 và vẫn là 19 nó tăng, chả tăng sức mạnh đấy. Ê, đòi tăng sức mạnh. 21. Không. Nói chung là vẫn bình thường, thế có sức mạnh. Kháng lửa chắc là được cái nó khỏe hơn thôi. Sinh ra nhẹ nên sinh ra tay mà. Nào, 22, wow, chém rất là mạnh luôn. Con bia này thì bia này. Ok, goodbye. Thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay là rất là ngắn. Hôm nay là không phiêu lưu gì, mình sẽ triệu hồi bốt và đi kiếm làm đây full bộ giáp mạnh nhất rồi. Còn bộ giáp này thì là nhìn trong đêm, có hiệu ứng gì trong đêm thì mình sẽ cố gắng là đi kiếm và làm đủ cho các bạn xem. Cần sang đấy, có hai bộ giáp này cần là mạnh nhất rồi. Các bạn xem clip thì đừng quên để lại một like và một comment. Hãy comment để ủng hộ mình làm tập tiếp theo. Ok, goodbye.